lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đem về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, thì giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sống lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn Phúc Hạnh Garden đơn. Nhưng mà cũng phải trải qua hết đắng cay ngọt bùi thì mới đón được vợ chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì cũng làm lễ hết ở nhà trai nên là trao dâu xong cũng đi luôn để cho kịp giờ đẹp. Về đến nhà trai thì tất cả mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Riêng cái tiết mục hát mở màn này là hai đứa cũng phải chuẩn bị trước cả tháng trời đấy. Chắc là hát cũng hay chứ tôi thấy mọi người vỗ tay nhiệt tình lắm. Ông Mon thì hôm nay phải dậy sớm quá nên mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Nhưng mà cứ chơi chắc cú thế này thì sau đỡ bị hỏi tại sao đám cưới bố mẹ lại không có con. Đấy, sau hôm nay thì mấy bà khỏi thắc mắc là cưới chưa hay cưới rồi nữa nhá. Làm hết về cái nghi lễ rót rượu rồi cắt bánh thì cũng đến cái phần mà cô dâu mong chờ nhất. Hôm qua còn không ngủ, hôm nay không biết chịu được cái sức nặng này không nữa. Nhưng mà đến cái lúc mình lên sao là cũng kêu em nặng cổ lắm rồi đấy. Đúng là lấy chồng thôi mà cũng bị áp lực. Đến cái phần rút hoa cưới thì mọi người xin vía ác quá, kéo ngã cả cô dâu. Ai mà rút được quả hoa cưới này thì năm nay cũng có một đám cưới kinh điển đấy. Đến cái lúc vào tiệc thì mọi người còn được nghe hát quá trời luôn ấy. Thoát cái không thấy bà mèo đâu, lên phòng thì thấy cảnh này. Trời ơi, bà ấy chơi chắc cú quá trời luôn ấy. Thôi chúc em đè đầu cưới cổ được chồng luôn nhá. Độc lạ Hải Hậu Nam Định xuất hiện mặt sàn đám cưới bắc qua sông có 102, rộng và phẳng như sân bay Tân Sơn Nhất ở Hải Hậu Nam Định. Vào ngày 28 tháng 7 này, một đám cưới hoành tráng sắp diễn ra tại Hải Hậu, Nam Định, hứa hẹn mang đến cho mọi người những cảm xúc thăng hoa và độc lạ đúng nghĩa. Nhưng điều thực sự làm nên sự độc đáo và hấp dẫn chính là mặt sàn sân khấu lễ cưới đặc biệt được Phước Hạnh thiết kế bắc qua một con sông. Không giống bất kỳ một đám cưới nào khác, mặt sàn này được đặt ngay giữa lòng con sông lộng gió. Với những anh em nào mà thích câu cá, vừa ngồi ăn cưới vừa chờ cá cắn câu thì trên cả tuyệt vời. Được biết nhà trai ở mặt đường vì không muốn tốn diện tích làm rạp và sự ảnh hưởng tới giao thông nên khi nhìn thấy con sông trước nhà đẹp quá đã chốt ngay. Với thiết kế cực kỳ kiên cố, chắc chắn nơi đây sẽ có đủ không gian cho hàng nghìn khách mời tham dự lễ cưới. Vậy là chỉ cần anh chị em cứ hết mình nhiệt tình với cái đám cưới cùng cô dâu chú rể, còn đâu thì để Phước Hạnh lo. Chỉ cần em thích, mọi việc có anh lo. Đó là lời mà chú rể Lê Trung Hoàng đã ngỏ với cô dâu Mèo Ú trước ngày cưới. Tình yêu của Lê Trung Hoàng và Mèo Ú là một câu chuyện đẹp và đầy ngọt ngào, nơi tình cảm và sự quan tâm chân thành luôn tràn ngập. Chàng trai chiều vợ nhất Hải Trung Hải Hậu, Nam Định.
Mèo ơi chỉ cần em thích mọi việc có anh lo. Biết rằng mèo ú yêu thích Doraemon, chú mèo máy đáng yêu và ngộ nghĩnh, Lê Trung Hoàng đã quyết định tạo nên bất ngờ đặc biệt cho cô dâu trong ngày trọng đại. Hoàng đã chọn phong cách Doraemon làm chủ đề chính cho tiệc cưới. Đó là một cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm đặc biệt để cô dâu như được đưa vào thế giới đáng yêu và vui nhộn của Doraemon. Dạp cưới phong cách Doraemon đã được Phước Hạnh Wedding chăm chút tỉ mỉ, từ trang trí cho đến những chi tiết nhỏ như thiệp mời, bánh cưới, các phụ kiện, cổng, backdrop, sân khấu, photo booth. Một tình yêu chân thành và đáng trân trọng, nơi mà sự quan tâm và chia sẻ không ngừng trở thành hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống. Hoàng đã biết cách làm vợ hạnh phúc và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt với dạp cưới phong cách Doraemon, một bất ngờ tuyệt vời cho cô dâu yêu thương. Cả nhà hãy cùng Phước Hạnh chờ đón tiệc cưới Doraemon độc nhất vô nhị tại Nam Định ngày 28 tháng 7 này nhé. Phước Hạnh Wedding. Vậy là cuối cùng dạp Doraemon của hai vợ chồng Hoàng cũng đã xong rồi. Bây giờ Hoàng sẽ cho mọi người xem nhé. Hoàng và Mèo thật sự bất ngờ và không nghĩ rằng là đám cưới của hai đứa lại được nhiều người quan tâm và yêu quý đến thế đâu ạ. Đó cũng là điều giúp cho hai đứa có thêm nhiều động lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn một số người bình luận không hay lắm về bọn em thì bọn em xin lắng nghe và tiếp nhận ạ. Nhiều người hay nói về vợ em này kia. Thật sự với anh chị luôn là mỗi người sẽ có một đặc điểm riêng. Hãy vào gương và so lại chính bản thân của mình xem đã ổn chưa. Thật ra nếu mọi người hoàn hảo rồi thì em xin chúc mừng. Còn nếu chưa hoàn hảo thì nên khiêm tốn lại và tập trung cho gia đình và bản thân thì tốt hơn. Em cũng có vào xem trang cá nhân của nhiều người chê bai vợ em. Thật sự luôn em không có ý gì đâu ạ. Nhưng mà 10 người vào xem ấy thì 11 người họ cười nhẹ rồi đi ra thôi ạ. Và em cũng thế, em cũng cười nhẹ cái rồi đi ra. Thế nên là đừng soi mói làm gì ạ. Mình cho nhau sự yêu thương và sự tích cực trong cuộc sống này thì có vẻ là tươi đẹp hơn không ạ. Ngày mai là bắt đầu chương trình rồi. Và em mong rằng mọi người hãy yêu thương và chúc phúc cho vợ chồng em được tổ chức thành công sự kiện trọng đại này ạ. Mãi yêu nha. À còn phòng cưới và phòng tiếp đón khách nữa thì Hoàng sẽ quay vào ngày hôm sau nha. Bye bye mọi người. Mơ về một rừng đầy bông hoa, rồi ngày cưới rộn ràng khắp cùng. Anh cho chân em cưới dạt xe đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này vương vùng, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã ra phương người ta, áo trắng cô dâu hồng hoa. Nhà công vẽ thành nên hòa ca, với ba đứa lên nhấp ngược theo. Ai là anh đang cưới hẹn với người ta? Anh biết do anh mà ra, tình yêu anh ngày xa càng xa. Buồn thay đã lỡ. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu? Khẽ mỉm cười anh nói. Em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em. Lúc giận hờn trách móc, lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khó, không còn nước mắt đem về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Đám cưới Doraemon độc lạ nhất Nam Định. Đến hôm nay thì dạp cưới nhà Hoàng cũng đã hoàn thiện và sẵn sàng cho ngày cưới rồi nè. Nhìn cái dạp cưới là biết ông Hoàng chiều vợ số 2, không ai số 1 rồi. Chơi với cả hai vợ chồng nên là cũng phải tạt qua lại hai một tí. Mà không nghĩ là cũng có nhiều người háo hức như mình đấy. Mấy bà này còn rủ cả lớp đến xem. Nhìn trên video của Hoàng là thấy rất là đẹp rồi. Nhưng mà xem tận mắt ở bên ngoài thì đúng là chỉ dùng hai từ xuất sắc. Đám cưới kiểu gì mà làm tới 4-5 cái background để chụp ảnh. Mà lại còn có cánh cửa thần kỳ, bước một cái là qua nhà gái luôn. Tính bước qua cái cửa này để về nhà gái luôn đấy mà thằng Hoàng không cho. Mắt phải ở lại xem hết cái dạp tiền tỷ này xong thì mới cho về. Nói chung là từ trong ra ngoài chỗ nào cũng chỉ thấy Doraemon thôi. Tính cả cái dạp này chắc cũng phải có nghìn con. Bước vào đây cái kiểu như mình lạc vào biển cổ tích ấy, trở về với tuổi thơ luôn. Mà cũng chưa thấy cái dạp cưới nào lắp tới mười mấy cái điều hòa để khách đến ăn cỗ phải ngồi rát run như này luôn ấy. Đố bà nào đoán được dạp này chứa được bao nhiêu khách một lượt đấy. Con to này mà chả thấy ai nhở. Ôi em ơi, con to này đã có cỗ chưa? Chưa, 28 mới có cỗ cơ. 28 chị quay lại nhá. 28 mới có cỗ à? À bà chị đừng mời ạ. Không biết, thế là to phải vào rồi. Thế 28 quay lại đúng không? Không biết. Đây nói chung là muốn đi cỗ sớm cũng không được. Hẹn mấy bà đến 28 nhá. Còn bây giờ thì làm gì ca nhạc tổng duyệt cho vui. Giờ người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm. Trên cũ viết trong thơ này người đem hát cho đời. Mà đời nào có hay em ngủ quên. Bắc Kim Thèn hồ Bắc Kim Thèn. Cậu hết cậu nhưng khi nghe lại thì như ruột tắt tim. Đâu rồi nơi mình dừng đắng đi. Sự chia ly không ai đến thân kỳ. Sự phản lý chi ngờ một xe đai ngon tất cả bình. Em vụ cho lòng anh cho ai. Đang chân chắc mình lại. Bất chấp sai trái ai ai ai. Em thật đáng quá nhiều.
sao. Đôi mình là như lạnh trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng đầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Yêu dạng hứa hô cuộc đời mà, đâu anh trước ngày mai. Bao đời không ai cho tôi chén cơm ngon qua ngày, kiếm sống tháng năm chẳng đủ đầy. Nợ đần lâu năm bao vây, thức đêm lẫn cả ngày, loay hoay chai sần đôi cánh tay. Vì mẹ cha không cao sang, cũng bôn ba lầu dầu, cũng nên tiếng khinh của người đời. Rồi sinh con trong bao năm, khó khăn gắn lên nhiều, vẫn sống trong ngày đời chắc chiu. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt. Bê chát cho anh Lê Trung Hoàng và chị Mèo Ú sẽ như thế nào? Sáng hôm nay anh em chúng tôi dậy rất là sớm luôn. Anh em rủ nhau ăn mặc đẹp trai bảnh bao ra quay top top ngay. Đây anh em để ý khúc này này, anh em nhảy đi nhảy lại mấy lần mà quay mãi không được. Ông anh Hoàng bảo là thôi đi vào bê chát đi, quay cùng đi nữa. Đấy, hôm nay có hôm nay là tôi được đỡ ngay quả cháp và bánh bánh quy anh em ạ. Ui may quả cháp này nhỉ anh em ạ. Mấy anh em kia là đỡ quả cháp và lặng mũi rồi luôn. Đấy, sau khi mà trao tay cho mỗi anh em là một cái cháp là anh em chụp ảnh lưu niệm đấy. Chụp ở nhà trai trước xong anh em bắt đầu di chuyển đấy. Anh Lê Trung Hoàng đi trước luôn. Anh em chúng ta cùng di chuyển sang nhà gái nhá anh em ơi. Đấy anh em ơi, tôi đi sau bê quả cháp bánh mặt cười tươi mồm nha răng que tét luôn anh em ạ. Đấy, vừa đến nhà gái một cái nhưng mà chưa đến giờ vào anh em ạ. Anh em lại lôi nhau ra quay top top. Đấy, ông anh lại lôi ngay tôi ra là máy quay cho anh cái video top top. Nó mà triệu view thì anh lại thưởng cho mày. Đấy, tôi nhanh tay nhanh chân là đi vào quay ngay. Đi nạm không yên. Đi đám cưới ông đã phải làm. Ừ. Quay top top một lúc là anh em chúng tôi là xâm nhập ngay vào nhà gái. Đấy, vừa rồi gặp ngay bà chị Thanh Tuyền Daily quay cho quả vi. Hiểu số tôi làm sao, chắc là quay phim chụp ảnh đẹp quá nên là chị Mèo lại bảo ra chung cho chị cả bác một bộ ảnh. Thế là tôi ra nháy vài kiểu có ngay đón lá trên giá luôn. Và tôi bán cô anh em nha, bye bye anh em. Ngày tháng bên nhau son sắc mặn nồng, mong ta chung sống đến đầu bạc răng long. Hạnh phúc mênh mông chung tâm thiệp hồng, thanh xuân chỉ có mình em mà thôi. Tô má em hồng ngày phú quý bên gia đình, một chiếc nhân sinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm, đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cùng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia. Từ đây em không còn khó, không còn.
đắng cuộc đời cha nhân lấy những lúc buồn cha nào để con hay. Cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la, nhưng vất vả mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới